Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh đây. Cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboty, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Twinline. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn hoàn thành phần captcha. Chúng ta sẽ ấn vào nút Content và các bạn được cho group Telegram channel như đầu tiên. Ta cho group, ta chép kênh channel. Mở Twitter. Mở Discord. Cho tiếp kênh channel liên kết. Mở kênh Twitter. Liên kết này rồi chúng ta cũng sẽ cho vào kênh YouTube. Ấn Submit Detail này. Chọn Don. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt follow Narity Pintit này. Tiếp theo chúng ta join vào cái Discord này. Tìm đến bài đăng về dự án Twinline. Đây. Follow kênh Twitter, YouTube sau đây nha. Đăng về từng nhà, copy phần profiling nha. Kênh Discord. Tàn tích vào con bot này. Copy phần lưu lên. Paste đường lên Discord phía dưới đây. Chọn đôn. Chọn yes. Điểm profiling của kênh YouTube. Chúng ta ấn vào phần avatar, ấn vào kênh của bạn. Copy phần profiling. Và paste phần profiling của kênh YouTube phía dưới đây. Và địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó các bạn quay trở lại các bạn paste vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án Twinline Game. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.